Chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác video bên em lắp đặt chiếc camera hành trình Watt Vision N93 Plus trên chiếc xe Mercedes E250 của bác Tài ở Hà Nội. Ok, đây là xe của bác Tài. E250. Ok, chúng ta cùng lên xe để xem cũng như là trải nghiệm các chức năng của camera nhé. Đây. Nam từ đây. Ok, Nam cái cửa đi. Để cho bác cái lùi đi. Watt Vision N93 Plus là một chiếc camera hành trình đặt trên mặt táp lô của xe. Ok, đây đang là cái công đoạn cuối cùng để đi dây, hoàn thiện dây. Với những dòng xe sedan ấy thì việc đi dây hay là tất cả dòng xe khác đi dây cũng rất là đơn giản. Thì Watt Vision N93 Plus có 3 dây. Một là dây nguồn, hai là dây GPS, ba là dây tín hiệu camera sau. Thì tất cả sẽ đều được đi, sẽ gọn theo map này, đi theo map. Và còn dây GPS sẽ đi bên này, sẽ được gắn lên kính ở bên góc trái này. Đấy, còn lại là camera sau sẽ được đi vòng theo các map đây. Còn dây nguồn thì sẽ được đi vòng dưới đây, vòng lên tẩu thuốc của xe. Chờ một chút nữa là hoàn thiện và anh Nam kỹ thuật sẽ hướng dẫn bác Tài sử dụng cái chiếc camera này. Được chưa bác? Chắc phải dính vào đúng không? Thế tí bảo cậu Nam cậu ấy. Nam ơi, xong dính cho bác cái miếng dán 3M cái đấy. Ok đấy. Dùng cái tẩu chia 3 này cũng tiện. Bác cần không cần nào tắt đi hoặc là nó có thêm cái cắm sạc USB ấy. Tẩu sạc USB điện thoại nữa. Thoải mái. Cái cam sau bác có lắp cam lùi luôn không ạ? Không không. À không không cam lùi mình cho chạy vào CD của. Vâng, ok. Để cho nó ghi hình cũng được. Vâng. Bó gọn lại dây cho bác này. Ok. Dính. Chưa chắc. Thêm một lớp nữa đâu. Thêm một lớp nữa Nam ạ. Do cái da này phần do da. Đấy dòng mẹt cái da xịn. Cái con cam này bác có thể gập hướng xuống được ấy. Điện mình đang ấy chỉnh dưới đúng không? Được.
không dính. Cái do cái da này phẳng quá, nhẵn quá. Đúng rồi, da này nhẵn quá, không được bạn. Những cái dòng của Toyota này nó lại dính đơn giản. Có cái do da đây, da xịn. Có khi để xuống đâu, bởi vì dính chắc chắn nó không dính rồi. Không dính. Lột ra đây, lột ra cho bác. Con này bác mua lâu chưa? Con này về thì sẽ không phải mua cái bộ phát wifi nữa. Mọi người ngồi trên xe này yên tâm. Sợ để đấy nó hơi vướng nhỉ. Cũng đành phải để đấy đâu đúng không? Vâng. Ok, đấy là ok, cắm vào là nó tự lên đấy bác. Ok, Web Vision N93 Plus rất nhiều tính năng vượt trội. Camera hành trình ghi hình trước sau cùng một lúc này. Đấy, camera sau cũng là camera lùi luôn. Với chiếc xe này thì bác tài bác ấy có camera lùi ở trên xe, theo xe rồi nên là không lắp chế độ lùi. Đấy. Chỉnh là tí căn chỉnh ADAS luôn cho bác ấy. Đây, chỉnh góc quay nó lên một xíu. Cái này sẽ giúp cảnh báo lấn làn, cảnh báo va chạm sớm và nhắc xe di chuyển. FM. Thưa quý vị các bạn, bác chỉnh một cái tần số khác đi. Đúng không? FM, bác chỉnh cho FM. Dụ 101 thực ra phải chỉnh khác cái tần số của đài tiếng nói Việt Nam đi thì nó mới trong được bác ạ. Vâng. Tức là anh mở cái đài này tần số nó không bắt được đài tiếng nói Việt Nam ấy.
Không, cái này AM không được, phải chuyển FM cơ. FM bác chỉnh được. Chỉnh nó tần số khác. Sợ cái dòng xe mẹt nó hơi khó đúng không? FM hơi khác một chút, cái dòng khác nó đơn giản hơn. Chỉnh nó khác cái tần số ấy đi. Đấy, 99,3 đấy. 99,3. Rồi, ok. Đấy. Đấy. Cái bản đồ, Nam vào cái bản đồ cho bác ấy nghe luôn được cái âm thanh này. Đúng không? Lúc nào bác không nghe nữa thì bác tắt cái FM ở trên camera đi. Thì nghe cái tiếng trên camera riêng. Đấy. Tiếng là nó ra toàn bộ ở trên này đấy. Đấy, hướng dẫn chỉ đường cho bác luôn. Điểm bán tốc độ 50 km/h. Và bây giờ là nó có hai cách chỉ đường anh nhá. Nhất là cách mà ví dụ mình biết cái lộ trình cụ thể rồi ấy, thì mình sẽ vào cái phần chỉ đường đường bắn tốc độ 50 km/h. Nếu mà mình biết theo địa chỉ của mình rõ ràng rồi, số nhà nhất là mình tắt theo địa chỉ. Còn nếu mà mình không chưa biết thì mình chỉ biết tốc độ cụ thể thôi ấy. Mình ấn địa điểm đây trong đây lúc ấy là trong kia bản này mà thì tôi cứ đánh rồi. Ok. Ok anh vào xe ngồi cho nó mát. Anh ơi, hiện tại bây giờ là của anh là nó chịu sim đúng không? Ừ. Thì nó là cái phần mềm phải chúng ta xin đây này. Nó thông qua sim thì mới online được. Cho bác phải mua cái sim cắm vào xong bắt đầu mới tải cái ứng dụng. Bác dùng iPhone gì? Không. Dùng Samsung. Samsung thì bác lên lên web ấy, lên web bên em có cái đường link tải lên webvision.vn ấy. Okay. Thì có gì bác tải giúp em hoặc tí vào trong em tải cho bác cái phần mềm đấy được. Bộ phát wifi, phát wifi. Mật khẩu với tên mình thay đổi được. Lúc này đấy thì bác nhấc cái camera lên được. Nó nam châm, cái này rất là tiện, linh động, mình cầm được. Webvision N93 Plus này, camera hành trình ghi hình trước sau cùng lúc, dẫn chỉ đường Nam đi theo, ứng dụng Bluetooth 4.0 để kết nối với điện thoại, FM 100 meter để đây, nó hộp đây. Không, cái này không cổng USB, chỉ có thẻ nhớ này, với hoặc là nghe online. Và
bộ phát wifi giám sát định vị xe từ xa và rất nhiều cái ứng dụng với tiện ích cũng như giải trí khác các bác có thể cài đặt thêm. Ok, để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 0388 để biết thêm các thông tin chi tiết, thì bên em sẽ hỗ trợ luôn cho các bác nhé. Ok, khi mua WebVision N93 Plus thì các bác được tặng một cái thẻ nhớ 16GB, một cái thiết bị chống ngủ gật, mũ bút từ đẳng cấp camera và một cặp thẻ nhớ này, và một cái phiếu giảm giá trị giá 100.000 đồng và với chính sách là bảo hành 2 năm 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng và được dùng thử trong vòng 7 ngày. Ok, xong. Ok đấy, vừa rồi bên em đã hướng dẫn cho bác tài việc sử dụng cái chiếc camera hành trình WebVision N93 Plus. Ok, em xin dừng video clip tại đây. Chúc các bác sức khỏe, lái xe an toàn. Cảm ơn các bác đã tin tưởng ủng hộ WebVision trong suốt thời gian qua. Xin gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.